cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Theo Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên, thu ngân sách nhà nước 9 tháng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ước đạt 30.578 tỷ đồng, tăng 26,78% so với cùng kỳ năm trước và đạt 93,16% kế hoạch năm. Trong đó, thu nội địa 27.297 tỷ đồng, tăng 26,99%. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 3.280 tỷ đồng, tăng 25,07%. Một số khoản thu nội địa tăng như thu từ doanh nghiệp nhà nước, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, các khoản thu về đất. Cũng theo Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên GDP 9 tháng năm 2024 ước tăng 0,87% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,71%, công nghiệp và xây dựng tăng 10,93%. Khu vực thương mại dịch vụ tăng 2,59%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 10,72%. Điểm nổi bật, nhiều doanh nghiệp công nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng hơn 23% và sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính tăng hơn 37%, sản xuất xe có động cơ, rơ moóc tăng hơn 15%, sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng hơn 20%, sản xuất giường, tủ, bàn ghế tăng 25%, hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải, tái chế phế liệu tăng hơn 29%. Hoạt động xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng từ nguồn vốn đầu tư công được đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư cũng đã tác động khá đến tăng trưởng ngành xây dựng. Theo Cổng tin tức thành phố Hải Phòng, phát biểu tại hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp FDI vào ngày 5 tháng 10, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, dự kiến trong năm 2024, Hải Phòng sẽ thành lập khu kinh tế ven biển Nam Hải Phòng theo mô hình khu kinh tế sinh thái bền vững thế hệ mới 3.0, nổi bật với sân bay Tiên Lãng, cảng Nam Đồ Sơn và hệ thống giao thông hiện đại. Đây là bước đi chiến lược trong việc phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế của thành phố. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng, ông Vũ Duy Tùng cho biết, hiện Sở đang lập quy hoạch chi tiết để sớm triển khai dự án sân bay quốc tế Tiên Lãng, một trong những công trình trọng điểm trong khu kinh tế ven biển phía Nam. Sân bay Tiên Lãng được đánh giá có vị trí thuận lợi khi nằm gần cảng nước sâu Nam Đồ Sơn và hệ thống đường cao tốc ven biển. Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, ông Lê Trung Kiên cho hay, tiếp nối thành công của Khu Kinh tế Đình Vũ Cát Hải, khu kinh tế ven biển phía Nam được thiết kế với sự tham gia của các chuyên gia từ Bỉ, tích hợp cảng nước sâu Nam Đồ Sơn dài 20 km, sân bay Tiên Lãng và trung tâm triển lãm quốc tế để tổ chức các sự kiện lớn. Ông Kiên cũng cho biết thêm, khu kinh tế ven biển phía Nam được kỳ vọng sẽ thu hút các ngành công nghiệp mới nổi như chip, bán dẫn và đổi mới sáng tạo. Hiện có nhiều nhà đầu tư đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc quan tâm đến việc thành lập khu công nghiệp và cảng biển tại khu vực này. Đây sẽ là dự án mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư mới và cho phép các doanh nghiệp hiện hữu mở rộng hoạt động tại Hải Phòng. Với quy hoạch đồng bộ và các cơ chế đặc thù, khu kinh tế ven biển phía Nam bao gồm sân bay Tiên Lãng hứa hẹn sẽ trở thành động lực phát triển mới của Hải Phòng, giúp thành phố thu hút đầu tư vào những ngành công nghiệp hiện đại, đồng thời phát triển hạ tầng giao thông và logistics phục vụ cho sự phát triển bền vững của toàn khu vực. Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình và vùng Tây Bắc. Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có chiều dài khoảng 34 km, tổng mức đầu tư 9.997 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2028, giải phóng mặt bằng giai đoạn hoàn thiện quy mô 4 làn xe, có tổng diện tích khoảng 354,37 ha. Công trình mang ý nghĩa chiến lược vùng Tây Bắc. Dự án có điểm đầu tại thị trấn Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, khớp nối với đoạn km0 đến km19 cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, điểm cuối tại xã Trường Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, khớp nối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến tại tỉnh Sơn La. Dự án có các công trình hầm cũng như các cầu đặc biệt có trụ cao trên 50 m, phương án kiến trúc được lựa chọn đảm bảo về mỹ quan phù hợp với văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Trong đó, điểm nhấn là công trình Cầu Hòa Sơn vượt Hồ Hòa Bình nằm trong quy hoạch khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình. Cầu dài khoảng 1,2 km là cầu dây văng có nhịp chính dài nhất Việt Nam 550 m, trụ tháp dây văng cầu cao nhất Việt Nam 187 m. Về phân kỳ đầu tư, dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 1 với tốc độ thiết kế 80 km/h, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, chiều rộng nền đường 12 m, xây dựng cầu Hòa Sơn quy mô, đảm bảo bố trí 4 làn xe theo giai đoạn hoàn thiện. Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu có ý nghĩa hết sức quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, dự án sẽ tạo điều kiện khai thác những tiềm năng, thế mạnh và phát triển du lịch dịch vụ tại tỉnh Hòa Bình và Sơn La, thu hút khai thác các quỹ đất chưa sử dụng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình, từng bước hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh. Qua đó hoàn thành các nhiệm vụ giải pháp tại nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Việc khởi công và sớm hoàn thành dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đưa vào sử dụng sẽ rút ngắn thời gian từ Hà Nội đến Mộc Châu - Sơn La, góp phần thu hút đầu tư vào các địa phương tuyến đường đi qua. Đặc biệt, tuyến đường có vai trò kết nối các trung tâm kinh tế hành chính của tỉnh Hòa Bình với khu du lịch Mộc Châu. Trong tương lai, tạo ra hiệu quả tổng hợp phát triển kinh tế xã hội, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo việc làm cho lao động địa phương trong quá trình xây dựng và khai thác dự án. Để phát huy hơn nữa giá trị kết nối, tỉnh kiến nghị chính phủ cho phép điều chỉnh đoạn tuyến từ km0 đến km19 tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La - Hòa Bình - Mộc Châu bằng nguồn vốn đầu tư công và đầu tư xây dựng cao tốc hoàn thiện 4 làn xe. Không chỉ mở ra cơ hội và không gian phát triển mới cho tỉnh Hòa Bình, cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu còn mang ý nghĩa chiến lược, thúc đẩy kinh tế xã hội vùng Tây Bắc và đảm bảo quốc phòng an ninh. Tại lễ khởi công dự án, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đúc kết dự án mang 6 ý nghĩa lớn. Một là góp phần thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước về 3 đột phá chiến lược, phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng. Hai là thực hiện chủ trương phân cấp phân quyền, giao trách nhiệm cho các địa phương về đầu tư phát triển hạ tầng theo tinh thần Hội nghị Trung ương 10 là địa phương quyết, địa bàn làm, địa phương chịu trách nhiệm, góp phần nâng cao năng lực quản lý điều hành của tỉnh Hòa Bình tham gia xây dựng một công trình trọng điểm quốc gia. Ba là góp phần tạo động lực không gian phát triển mới, kết nối vùng Trung Du miền núi phía Bắc với vùng đồng bằng sông Hồng, miền Trung, qua đó giảm chi phí logistics, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm nền kinh tế. Bốn là thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế, các hoạt động sản xuất, kinh doanh cả về nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ du lịch, tạo việc làm sinh kế, nâng cao đời sống tinh thần vật chất của nhân dân. Năm là góp phần xây dựng khu vực phòng thủ về quốc phòng an ninh, kết hợp đảm bảo quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế tại khu vực chiến lược Tây Bắc. Sáu là đáp ứng mong mỏi của nhân dân vùng Tây Bắc và đền đáp tri ân những người đã hy sinh, cống hiến. Nhân dân Tây Bắc đã góp phần quan trọng vào chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, cũng như sự nghiệp cách mạng của Đảng, của toàn dân tộc ta. Nằm ngay trung tâm quận Long Biên, Hà Nội, dự án xây dựng công viên Hồ Điều Hòa tại phường Thượng Thanh với mức đầu tư 173 tỷ đồng đang được triển khai và sẽ hoàn thành trong năm 2026. Dự án xây dựng công viên Hồ tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Long Biên làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 173 tỷ đồng. Tổng diện tích của ô đất thực hiện dự án khoảng 57.752,6 m2. Dự án sẽ xây dựng Hồ Điều Hòa, công viên cây xanh, quảng trường kết hợp hệ thống các sân chơi, sân thể dục thể thao, có bố trí các dụng cụ tập ngoài trời, đường dạo, sân đỗ xe, bến lấy nước, vườn hoa, thảm cỏ, tròi nghỉ, đài phun nước, cây xanh bóng mát và các khu phụ trợ. Dự án xây dựng công viên Hồ có mục tiêu nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, tháo gỡ nhiều khó khăn cho khu vực trung tâm quận. Dự án được triển khai từ năm 2023. Theo ghi nhận của phóng viên, đơn vị thi công đang thực hiện phần san lấp phế liệu xây dựng để làm đường công vụ. Nhiều xe cẩu, xe chuyên dụng được đơn vị thi công đưa vào thực hiện dự án. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ tạo thêm điểm cảnh quan công viên cây xanh, nơi thể dục thể thao, vui chơi giải trí, rèn luyện sức khỏe của người dân. Bên cạnh đó, dự án sẽ góp phần điều hòa nước cho khu vực trung tâm quận Long Biên. Dự kiến dự án xây dựng công viên Hồ Điều Hòa tại phường Thượng Thanh sẽ hoàn thành vào năm 2026.